Rồi bây giờ trên tay các em là cực phẩm của RTD Lean Body huyền thoại nha, bữa ăn thay thế. Ngày trước là cái dạng bột, còn bây giờ là dạng nước, rất là đắt đỏ, rất là mắc. Mà nói chung á, ở Việt Nam mình á, mình uống cái dạng nước supplement mà dạng nước là mình yêu nước nồng nàn luôn. Nói tóm lại các em biết được cái đặc biệt của cái thành phần của sản phẩm này không? Cái đặc biệt của cái thành phần sản phẩm này á, nó là Milk Protein Isolate. Nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa whey protein và casein protein. Đó. Mà cái Milk Protein này nó rất cao thành phần leucine mà nó rất cao ở những thành phần EAA. Nói chung á, thằng Milk Protein này nó rất là mạnh về amino profile, rất là mạnh về chất. Nên đây là cái sản phẩm nó tương đối nó rất là tốt, giá thành rất là cao và nó là một trong những cái niềm ngạo nghễ khi mà đặt trong phòng gym. Để cho các em uống. Rồi bây giờ không nói nhiều nữa, thử đi bạn, mùi vị tuyệt vời rồi. Đã nói là RTD là mùi vị tuyệt vời rồi. Rồi, cứ tháo ra. Uống thoải mái đi, lắc nhẹ nhẹ thôi. Lắc nè. Sao mấy em lắc? Lắc. Rồi. Yeah. Rồi. Uống đi em. Ngon không? Ủa thầy, sao thầy mà để muốn mà sao thầy không muốn thầy lùa gà tụi em mà thầy? Không phải lùa gà các em mà là giờ là Covid nó qua đi ghê quá rồi thì anh giờ anh trả lương cho em và những người giống em á thì anh cũng ngân sách của anh nó cũng bị cạn kiệt nên nó thật với em á, ngân sách của anh đợt hàng này về anh được có 4 thùng mà nãy giờ chia cho tụi em thì tụi em thấy rồi đó, tất cả những gì của anh sẽ dành cho các em. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.